Xin chào mọi người có khỏe không ạ? Happy weekend, bên Đông, bên Michigan này đã là, bây giờ đã là tối thứ sáu rồi ạ. Thì ở Việt Nam mình thì đã là sáng thứ bảy. Thì Đông hy vọng mọi người đã có một cái tuần thật là trọn vẹn và suôn sẻ trong trong mọi công việc ạ. Thì hôm nay là cái ngày thứ 19 của cái chuỗi 30 Day Go Live Challenge của Đông. Và cái câu hỏi mà hôm nay Đông muốn chia sẻ tới mọi người đó chính là mình có cần phải biết tiếng Anh để tham gia cái business này hay không? Thì thưa với mọi người rằng là bởi vì cái mô hình kinh doanh này, cái nền tảng của nó là một cái business trực tuyến toàn cầu nha mọi người. Cho nên không nhiều thì ít thì mình cũng phải cần một tí tiếng Anh để tham gia cái mô hình kinh doanh này, thì nó sẽ cái công việc của mình nó sẽ thuận lợi và suôn sẻ hơn. Như Đông đã chia sẻ là bởi vì cái kinh doanh này nó được thiết lập bởi hai người đến từ Canada. Cho nên cái training site của mình, cái chương trình đào tạo của mình cũng được viết bằng tiếng Anh. Và sau khi mà bạn đã đăng ký, đã chấp nhận tham gia và đã đăng ký vào cái trang phễu bán hàng của một ai đó rồi đó, thì bạn sẽ nhận được những cái chuỗi email cũng bằng tiếng Anh mọi người ạ. Nhưng mà mọi người cũng không có cần phải lo, là bởi vì cái mô hình kinh doanh này được thiết kế cho tất cả mọi người từ mọi cái background, mọi cái ngành nghề, cho nên là những cái từ ngữ, những cái ngữ pháp được dùng ở trong cái hệ thống này cũng rất là đơn giản, không có cầu kỳ lắm đâu, cho nên mọi người không có cần phải sợ là sẽ không có hiểu được, sẽ khó hiểu hoặc là sẽ làm không có được. Ngoài ra thì cái mô hình kinh doanh này á, trong cái cộng đồng người Việt của mình á, bây giờ nó rất là popular mọi người, rất là nổi tiếng á, rất là nhiều người Việt Nam của mình từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia cái mô hình kinh doanh này rồi ạ. Cho nên mình cũng đã có sẵn trong cái cộng đồng của mình á, cũng đã có sẵn một cái chương trình đào tạo bằng tiếng Việt. Cho nên là mọi người cũng không có cần phải e dè. Ngoài ra thì mình cũng có thể dùng những cái app mà mình có thể tải xuống, và mình có thể dùng những cái app đó để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, hoặc là mình có thể dùng Google Translate đó mọi người. Và Đông cũng dùng Google Translate rất nhiều cho cái công việc này. Cho nên là mọi người cứ yên tâm ạ. Đông cũng đã chia sẻ trước trước đó là cái mô hình kinh doanh này á, là bởi vì nó là kinh doanh số, và mình phải nó cho mình cái cơ hội để vừa học vừa làm và vừa có thu nhập nha mọi người. Cho nên là mình phải học mỗi ngày, mình phải nạp thêm những cái kiến thức mới mỗi ngày, là bởi vì cái ngành công nghệ này á, mỗi ngày nó mỗi tiến triển mọi người, cho nên mình phải cần tiếp thu thêm những cái kiến thức mới để vận hành cái công việc của mình cho nó suôn sẻ hơn. Thì đây là những gì mà Đông muốn chia sẻ với mọi người hôm nay. Đông xin được cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn luôn ủng hộ, luôn theo dõi cái trang của Đông. Đông xin chúc mọi người một cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình, luôn được nhiều sức khỏe và luôn an lành trong cuộc sống, cũng như là luôn luôn được hạnh phúc. Đông cảm ơn mọi người rất là nhiều, và Đông xin hẹn mọi người lại vào ngày mai với một câu hỏi mới nhé. Và nếu như những bạn nào, nếu như mọi người có những cái câu hỏi gì mà muốn Đông có thể nói rõ ràng hơn, thì xin mọi người hãy nhắn tin cho Đông ạ. Đông sẽ trả lời mọi người trực tiếp. Đông xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.